Trúc Trương, Thông Trăng xin mến chào quý vị trở lại với chương trình Tâm sự Địa ốc của chúng tôi. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt mà Trúc Trương và Thông Trần muốn gửi đến quý vị cái video này. Trong cái ngày đầu năm, đó là cái năm Nhâm Dần 2022, thì Trúc Trương và Thông Trần xin cảm ơn quý vị khách hàng cũng như cảm ơn những quý vị đã không những là về ủng hộ Trúc Trương và Thông Trần trong cái ngành nghề địa ốc mua bán nhà này, mà còn đã hơn một năm qua quý vị đã luôn luôn ủng hộ cái kênh YouTube Tâm sự Địa ốc của Trúc Trương và Thông Trần nữa. Vì thế mà cái hôm nay chúng tôi mang cái những cái sự yêu thương của quý vị để làm thành một cái bài thơ chúc Tết thật là có ý nghĩa, thì Trúc Trương và Thông Trần muốn gửi đến quý vị để cho quý vị có một năm mới cũng như mang theo suốt cả năm này nha quý vị ha. Tết nay thông chúc chúc mừng, nhà nhà êm ấm, người người an vui, ông bà khỏe mạnh phơi phơi, cháu con học giỏi ngoan hiền hơn xưa, tài lộc tới tấp không phơi, tròn năm hạnh phúc như xuân mới về. Chúc mừng, chúc mừng. Xin cảm ơn quý vị khách hàng cũng như là cảm ơn tất cả các quý vị đã luôn luôn yêu mến Trúc Trương và Thông Trần. Thì cái video này chúng tôi không có nói gì về địa ốc hết. Không, mình hôm nay là ngày đầu năm, Trúc Trương và Thông Trần không có muốn là nhắc đến về công việc nhiều quá. Cái ngày hôm nay là cái ngày để Trúc Trương và Thông Trần chúc Tết và cũng như cảm ơn đến quý vị đã luôn luôn ủng hộ. Thì nếu như mà quý vị vẫn còn yêu mến chúng tôi thì cứ liên lạc với Trúc Trương và Thông Trần, ngoài vấn đề mua bán nhà, các cơ sở thương mại hay hoặc là refinance để cho quý vị, thí dụ như những quý vị mà lần đầu tiên mua nhà đó, mình ready một cái re-approval để đi kiếm nhà, hay hoặc bất cứ gì liên quan về bất động sản, về địa ốc, về real estate thì cứ liên lạc với Trúc Trương và Thông Trần tại 714-717-3691, 714-717-3691. Và quý vị nên nhớ ha, Trúc Trương và Thông Trần là Real Estate Broker làm việc 6 quận của miền Nam California, đó là Orange County, Los Angeles, Riverside, San Bernardino và Ventura, và ở San Diego nữa quý vị. Chúng tôi làm việc rất là hăng say, 7 ngày một tuần, 24/24, đó là để phục vụ cũng như là trả lại những cái sự yêu mến và của quý vị đã ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị.